vào khoảng ủ bụi đời đêm nữa. Dạ. Mà ở đây cũng không được vô nhà luôn hả? Không. Con vô. Chị không có mời chơi không, chứ. Không. Nói chuyện con nấu chứ mời gì. Con chửi thêm mấy cái nơi mà mời. Nãy lại tới chính quyền đó nó còn chữ này kia, nó nói này kia nó vậy. Nãy lại tới chính quyền nó còn chữ nữa. Tới chỗ xét xử mà còn vậy hả? Ờ, nó cãi giả. Vì với chú về đây rồi chị có cự lộn không? Mà nó chữ bả. Nó cự với bả. Mới có ngày mà về cũng chữ nó hả? Ừ. Chữ sao? Chữ là con tao không có con chó nào chứ. Nói à. Con chó nghĩ nhà. Kêu bằng thằng luôn hả? Ờ, thằng luôn. Trời. Mến chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Hôm nay thông tin cũng là tới ngày mà cũng như là xét xử cái vụ mà về quê với chú Quang, có người con gái mà hắt hủi phải đi ra đường đó. Thì cũng như là dì với chú báo với Thuận là 2 giờ ngày hôm nay là xét xử, không biết cái vụ việc xét xử ra thế nào. Dì với chú không biết có về lại cái căn nhà ở không hay là hòa giải hay thế nào đó. Nói chung là hôm gài bà con cũng rất là trông chờ cái vụ việc này. Bây giờ thì Thuận cũng cố gắng là Thuận sẽ chạy qua bên Sóc Trăng để xem xét cái vụ việc ra thế nào. Rồi con chào chú Quang nha. Rồi chào cô, chào chị. Chú Quang là chú kẹp này giùm con nè, này là cái kẹp này ha. Rồi, chú kẹp vô con, giống như cái móc quần áo vậy đó. Đó, bóp vô. Thuận đi quay có mình nè quý vị. Rồi, vị trí rất là xa. Đó, đúng rồi, chú dắt vô. Dì với chú báo con là 2 giờ phải không? Đúng rồi, 2 giờ. Rồi, bây giờ là xong chưa, xử chưa? Xử rồi. Rồi, kết quả sao chú? Tên vui hay tên buồn? Coi như hòa giải. Hòa giải hả? Rồi, chú cứ nói đi. Thì coi như xử hòa giải là chú không đồng ý, là bởi vì là phần ra nhà đất thì đất của nhà nước, chứ mình nói là đất là của mình là không được, vì đất phạm vi đất của nhà nước. Thì bây giờ xử là coi như hòa giải, là coi như chú không đồng ý, bây giờ chuyển đơn lên cấp trên nữa xử tiếp. Dạ, có nghĩa là đất này đất quy hoạch hay sao chú? Đất là coi như đất là dùng đất quy hoạch. Dạ. Nhưng mà chú nói với con là đất mua mà. Thì đất chú mua mà, nhưng mà quyền sở hữu của nhà nước, chứ đất mình đâu dân đâu có đất. Dạ, là hòa giải là hòa giải là chú với con gái chú về ở chung hay sao, rồi kể cho con biết đấy. Hòa giải là coi như dưới hình thức là coi như bây giờ là nó nói nhà của nó. Thì bây giờ một bên nhịn một bước. Dạ. Thí dụ chú là nhịn một bước, nói cho nó nhịn một bước là coi như hòa giải. Đừng cãi cọ với nhau, thì chú không đồng ý, chú là bị gì á, phần đất á, nhà là nhà của chú là chú mua đất này, chú là cất nhà, từ hồi đó tới giờ á, bây giờ á, là coi như giải quyết phải dứt phát, coi như là một, là nó phải đi, trả nhà lại cho chú, trong nhà đó là coi như á, tài sản, ghế, bọc, cái gì của nó mua thì nó dọn ra đi hết, chú không mấy trả lại nhà cho chú. Dạ. Yeah. Chú có ý kiến vậy đó. Dạ, vậy là không ở được với con gái ha, không chú? Ở chung được. Chú về đây hồi nào? Chú về đây là hôm qua rồi chú có được con gái đón vô nhà hay gì không? Chú nằm ở ngoài giống ngoài trời chỗ hổm đó. Rồi chú ăn ngủ ở đâu? Chú ăn ngủ nhà của vợ cháu. Em dâu không? Rồi, em dâu gì à? Vậy hả? Chứ sao con gái không mời chú? Nó phát cũng phát cứ gào lại hết rồi, đâu cho vô đâu. Ủa vậy hả? Con tưởng đâu lâu ngày cũng phải suy nghĩ lại, thương cha thương mẹ chứ sao. Không đâu, nó chửi lộ mà nó kêu má nó bằng mày tao rồi con này kia. Vậy là về với chú về đây có cự lộn không hả? Về với chú về đây rồi chị có cự lộn không? Nó chửi bả, nó cự với bả. Mới có ngày mà về cũng chửi nó hả? Ừ. Chửi sao? Chửi là con tao không có con chó nào chứ. Con chó nghĩ nào? Kêu bằng thằng luôn hả? Ờ, thằng luôn. Trời. Cái gì đâu rồi chú? Đi đem đơn qua bên thị trấn này, chuyển đơn đi rồi.
có nghĩa là mình không đồng ý rồi mình lên tiếng trên đó ha. Lên tiếng trên là mình rút lại cái hồ sơ đó. Cái hồ sơ đó là coi như ở dưới này là mình xác nhận không đồng ý, không đồng ý chuyển lên cấp trên, thì mình mới ký tên vô lấy nguyên đơn để chuyển đi luôn. Vậy hả? À. Rồi bây giờ là bữa nay là thứ sáu rồi, rồi mai là tiếp tục thứ bảy nữa, rồi bây giờ là tranh thủ làm luôn hả? Tranh thủ làm luôn chứ thứ nhật thứ bảy chủ nhật ta không có làm việc á. Dạ. Một rồi chắc tuần sau hay gì đó. Dạ. Hai tuần gì đó. Trời ơi. Bây giờ là 15:46 quý vị, còn chút xíu nữa là hết giờ làm việc rồi. À, cho nên là vì phải tranh thủ chạy liền ha. À, nên là Thuận không có quay gì được. Rồi bữa trước là chú đi với gì rồi đi khám bệnh viện 100 mấy con quên rồi. 115. 115 hả? Rồi kết quả sức khỏe chú hôm nay sao rồi? Sức khỏe lên khám là coi như chú bị tim phổi rồi này kia. Dạ. Yếu là coi như nếu mà cái gì hồi hộp á thì bắt đầu nó lên máu này kia là nó trong mặt. Dạ. Không đi đứng được á. Như giờ chú là cũng như con yếu. Dạ. Chú nằm hoài chú ít đi lắm. Dạ. Đi là sợ nó đột quỵ á. Dạ. Vậy đi tốn tiền nhiều không chú? À, tốn cũng mấy triệu à, 5-6 triệu á. Vậy đó hả? Ờ. Bởi vì lên nó kêu mình chụp hình xếp quang, chụp giò cắn rồi này kia hết. Rồi dạ. Đi thử máu rồi này kia. Rồi mới đưa cái to đó ra, ra cho bác sĩ. Bác sĩ coi bác sĩ là mới cái nào á, thuốc của nhà nước là nhà nước, cái nào ấy là đã ra to ngoài phải mua thuốc. Dạ. À. Vậy là đợi gọi con đưa là muốn hết tiền rồi. Hết rồi, đi xe cộ ăn uống này kia nữa. Trời ơi. Sao mà giữ vậy ta, rồi mình còn đi khám nữa không? Nó hàng một tháng lên nó làm lại khám lại tiếp nữa. Rồi ừ, sao dữ vậy ta? Vì cái giò chú bây giờ nó rút cái gân vô. Dạ. Nó rút cái gân vô nó cũng méo lên trên vậy luôn à. Dạ. Nhưng mà có đưa thuốc điều trị hay gì không? Có, đưa thuốc uống. Dạ. Rồi con chào cô ha. Rồi chào chị nha. Bây giờ Thuận sẽ phỏng vấn cô với chị rồi sao bữa nay. Nói gì có hỏi gì đó đâu. Cô tên gì con quên rồi ha. À, 10. Rồi chú với gì về thấy bà con. Bà con thấy gì với chú rồi không gầy về, về là mấy ngày rồi? Về hôm qua. Về với chú ăn ngủ ở đâu? Thấy ngủ nhà người em trai mà bà con bạn gì á, người thằng đó là con người gì thứ ba của ông quê. Dạ. Ừ. Thì cho ngồi ngoài giỏng chỗ cây dừa đó với cái bàn đó rồi xong rồi tối thì vô nhà ngủ, vô nhà ông Quỳnh với anh Khanh đó. Con có chỗ tấm tăng đó. Ờ, chỗ dạ. Cái tấm tấm tăng. Tấm bạc. Cái võng đó. Ờ. Rồi chứ nó không cho vô nhà, nó khóa cửa. Như chị với dì thấy chú An với dì quê có níu kéo lại ở với con gái lại được không? Không đâu. Thấy không được, không được đâu. Chị sáng gì đâu hồi khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ gì nó chửi quá trời. Cái gì? Có chửi con gái hả? Con gái chửi quê á. Ừ. Vậy hả? Ờ chửi hỗn lắm. Ừ. Thấy nó đâu chơi vô nhà không, không cho chơi vô nhà, nó muốn lấy thì điện rồi. Cho đem ra ngoài chứ đâu chơi vô rồi, không cho vô nhà, không cho vô nhà lấy. Rồi con nhỏ cháu ngoại nó nói, nó đem bọc đồ ra, nó nói ông ngoại, ngoại cũng muốn lấy đồ thì điện cho con đi, con lấy ra đó là nãy nó đem con bọc đồ đó. Dạ. Yeah. Ừ. Ủa bọc đồ đâu chứ? Rồi Quỳnh đem vô chổng rồi, Quỳnh nó xách vô chổng rồi. Dạ, thì vậy là bà con mình thấy là thấy không bất mãn không được đâu. Chú làm. Với gì về đây là để phân xử cái vụ này mà không được vô nhà đúng không? Không không, thấy nó không được về, không được vô nhà thấy dạ. Cũng buồn nha. Không lẽ là làm gì cũng được. Dạ. Sáng chị về chị nghe chứ chưa chứng kiến. Dạ. Nghe la quải quải gì đó sùm chứ chưa nghe chửi gì hết trơn á. Dạ. Đi chợ về là nghe sùm hết trơn à. Vậy là bà con mình chưa có mời ra ha, mới có mời. Chưa. Chắc này đi tới công an mới có mời. Vậy hả? Phải lên tiếng trên hay sao? Lên tiếng trên mới có mời. Bây giờ bữa nay đây hòa giải là thấy ông im rồi, chú ông mới đưa lên tiếng trên. Dạ. Ừ. À hên kìa. Rồi như chị với lại cô đây là thấy là mình đứng giữa là mình ủng hộ bên nào? Bên chị quê. Hai chồng Di Hoàng quê à. Chứ đâu ai ủng hộ cho nó đó. Trời ơi. Sao không ủng hộ, ủng hộ gái đi. Ủng hộ. Dạng vô không biết chơi với mẹ ai không chứ ủng hộ. Nội.
ở sớm mà hổn quá, ai mà ủng hộ. Trời, nó hổn với tôi dữ trời lắm á, con Thu á. Tôi nhịn già, tôi nhịn chứ không có, trời, nó dắt dạo tôi luôn á. Tôi nhịn á, rồi tôi mới làm đơn thưa, thưa cũng mấy ông này cũng hòa giải vậy đó. Dạ. Nó chặt chuối, chặt gì của tôi rồi, bắt đầu đi dắt dạo tôi nói. Tôi làm đơn thưa, mấy ông cũng mời đại sử về hòa giải rồi xong. Dạ. Ai chửi lộn, ai muốn chửi gì nữa thì... Bây giờ chị yêu cầu ở đây là nhà của chị Quê chú Quang là phải xử là cho ổng bả lấy nhà lại ở tuổi già thôi. Chứ giờ là cho tụi nó còn trẻ. Nó có tiền, nó giàu có thì nó đi ra ngoài, nó có tiền dư sức nó mua nhà nó ở. Dạ giàu à, hôm trước điện này. Ờ giàu mà. Rồi bây giờ ổng bả nghèo khổ già tới từng tuổi này, nhà của ổng thì phải trả lại cho ổng. Bả. Đất dụng quy hoạch nhà nước. Chừng nào nhà nước đuổi thì ổng bả đi. Dạ. Chứ nó giàu có chết mà nó không đi kiếm đất, nó dành với ổng bả vậy sao được. Từ thiện chờ rồi, từ thiện chờ rồi. Nó ma chết nó còn qua đốt cây nhang đi từ thiện. Bây giờ cũng bây giờ mong cho nhà nước xử trả nhà lại cho ổng bả thôi. Dạ. Đi rồi chừng nào nhà nước quy hoạch đuổi đi thì người ta tính sao? Dạ. Chứ nói chung là phần đất của chú là dính vô cái quy hoạch hả? Ừ, quy hoạch mà mua của bà Hai đó đó. Bà đất đó thì giáp ganh của chị với gì? Ừ. Của chị với gì cũng cũng quy hoạch luôn. Dính luôn hả? Ừ, khi nào ta lấy lại mình trả, ta đi lo cho mình chỗ khác. Ở vậy đó. Dạ. Nhưng mà đất đó là đất chú Quang mua hả? Không, đất đó hồi xưa nó mua của hai dòng già. Mua. Chú Quang, đất của chú Quang kìa. Ừ, là mua phải không? Bà con mình có mà làm bằng tay không mà giấy tay. À, giấy tay nhưng mà hổm gài là có lấy cái thông tin từ từ bà con mình không? Có cái người nhận có bà đó cũng làm có. Trong đây nè có nè. Ừ. Bà đó bà già ở đây có làm chứng. Dạ để em hỏi chú Quang đi. À, rồi hổm gài là chú mua đất lại của cô chú nào đó rồi mình có làm có người làm chứng là hồi đó chú mua không? Có, hồi đó chú mua đất là của bà Hai đây nè. Bà xác nhận là đó bà có bán đất cho chú 580. Dạ. Bà bán là coi như là một công đất 1.000 mét vuông. Dạ. Cho chú. Dạ. Rồi bắt đầu chú mới xây dựng cái nhà đó cũng mấy trăm đó, còn mấy trăm thước trước đó. Dạ. Đó là bốn cái góc, ba cái góc ba. Bà xác nhận luôn mà bà có bán mà. Dạ. Đồng ý là đất quy hoạch nhưng mà chừng nào nhà nước cần thì mình trả thôi, nhà nước chưa cần thì mình còn quyền sử dụng. Dạ. Yeah. Thôi đâu chú dở cái giò con lại coi lại chú. Con nghe nói là gì với chú đi về đây xử mà chạy tới đâu đó là xe hư hết trơn luôn phải không? À, kể cho con nghe xe hư sao chú chạy chưa tới gì đi đường Long Đức, đường Long Đức bờ biển là tới Tới chạm điện là xe nó hư rồi. Chỗ nhà máy điện. Nhà máy điện đây nè. Giờ lại ngãi đấy. Dạ. Trời đang ngãi qua đấy. Dạ. Rồi bắt đầu có hư bắt đầu cũng chiều rồi. Chú dắt không nổi, chiều quê dắt không. Chú đi bộ. Rồi dắt vô mới gửi trong cái tiệm sửa xe đó. Nó sửa không được. Chiều quê gửi vô đó. Rồi sáng mới kêu chiếc ba gác. Ba gác nó lại nó chở về chợ Long Phú mình nè. Về đây là gì đập này, nó mới sửa được. Dạ. Rồi bây giờ chạy được chưa? Chạy được rồi. Dạ vậy ha. Rồi bây giờ tình hình như vậy rồi mình tính sao, không lẽ tối nay ăn ngủ ở đây nữa thì phải vậy rồi chứ sao giờ, chứ bằng đêm bằng hôm sao vậy. Trời đất ơi trời, bây giờ phải ngủ bụi đời đêm nữa. Mà ở đây cũng không được vô nhà luôn hả? Không không vô. Chị không có mời chơi không, vô chứ không chứ nói chuyện nấu nữa mời còn chửi thêm cái nơi mà mời. Nãy lại tới cái quyền đó nó còn chửi này kia, nó nói này kia nó chứ vậy. Nãy ra tới chính quyền nó còn chữ nữa. Tới chỗ xét xử mà còn vậy hả? Ờ, nó cãi giả úp sùm. Mày tao tôi đỡ. Trời ơi. Nó mà đẩy ai vậy nha. Bây giờ chú nói là trước phát là nãy chú có ý kiến là coi như tôi không đồng ý là cho nó ở. Nếu mà đất của nhà là nhà của tôi, đất của nhà nước mà, nhưng mà yêu cầu á xử sao cho nó rõ ràng. Bây giờ trả nhà lại cho tôi. Vì nhà tôi là tôi xây dựng mà. Dạ. Nó trả lại cho tôi đó. Rồi giờ nó có tiền nó dọn đi chỗ khác. Dạ. Nữa là gì làm đó. Có tiền thì giao đằng chồng đại gia nó có tổng số tiền mua đất nhà ở.
Kính thưa tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả, lý do hôm nay Thuận đi quay có một mình, một đường quá trời xa luôn, Thuận phải qua tới mấy cái phà lận, nhưng mà Thuận cũng cố gắng để, tại vì mọi người rất là trông chờ cái dự việc của dì quê với Quang á, thì hôm nay á giải quà, nhưng mà do là chú Quang không có đồng ý với cái tình cảm vừa qua đó, thì chú Quang với lại con của chú Quang với lại dì đó thì không có níu kéo lại được, cho nên là không có quà dạ, coi như là không có đồng ý đó. Thì chú Quang chuẩn bị dì á là sẽ gửi cái đơn lên trên tiếng trên nữa, chắc có lẽ là trong thời gian này dì đang chạy tới chạy lui để kịp giờ đó quý vị. Thì chút xíu nữa dì về ra thế nào Thuận sẽ chi cập cái phim tiếp theo đó. Thì nói chung là thông tin là chú cũng bệnh, mới vừa đi bệnh viện có chụp hình cho, nhưng mà do hổng gài có lu bu rất là nhiều cái công việc đó, kênh Thuận cũng xảy ra sự cố này nọ tùm lum, cho nên Thuận không có chi cập được. Nó tiền Thuận cũng trao hết rồi, nhưng mà khám bệnh cho dì với chú cũng khá là nhiều tiền, cũng như là về đây không có chỗ ngủ đồ này nọ, đi tới đi lui cũng đốn tiền nữa quý vị. Thuận sẽ chi cập video tiếp theo quý vị nhé.